Hôm nay sẽ học về cái cách chữa bệnh hôn mê bằng cách bấm huyệt. Hôn mê gọi là ngất là một hiện tượng đột nhiên do ngất xỉu, tay chân lạnh, toát, mê man bất tỉnh. Và trước khi hôn mê thì triệu chứng thường gặp ấy là gồm có là váng đầu, mắt nổ đom đóm, tức ngực buồn nôn, trán toát mồ hôi, mặt mày nhợt nhạt. Phần lớn nguyên nhân là có thể do chất suy dinh dưỡng, quá mệt mỏi, khí hậu oi bức. Trước hết là phải đưa người bệnh đến chỗ thoáng mát. Trời mùa hạ phải tránh nắng mùa đông và giữ ấm, đặt người bệnh ở tư thế nằm ngửa không gối, nằm nghiêng đầu sang một bên, cao hai bên chân, cởi khuy áo, thắt lưng và giữ hô hấp thông suốt, sau đó mới tiến hành chữa trị. Cách chữa trị thứ nhất là dùng ngón tay cái, ngón tay trỏ cấu vào huyệt kim trung liên tục 30 đến 50 nhát. Nếu không có phản ứng cau mày, mở mắt, hô hấp thì phải mạnh hơn, kêu la, hô hấp mạnh hơn, kêu la, và dùng ngón tay ấn mạnh hơn vào huyệt quang minh bên kia, hoặc là dùng ngón trỏ cấu vào huyệt hồi tinh 30 đến 50 nhát, phối hợp khuya là khua 5 đến 7 nhát. Khi cần thì có thể đổi bên trái hoặc phải thay nhau lại một lần vị trí huyệt vị. Huyệt kim trung là huyệt này là ở giữa ranh giới tiếp giáp tỳ chung cách với cầu nhân ở nhân trung mũi. Đây đây là huyệt kim kim trung, và huyệt kim đỉnh thì ở ổ khuỷu tay. Khi ngửa bàn tay hơi trong khuỷu ở chỗ khuỷu tay xuống thẳng khoảng 1/3 chiều rộng ngón tay trái. Huyệt quang minh là theo hình 25 này, huyệt quang minh đây. Huyệt này thì ở phía dưới mé ngoài cẳng chân, chỏm mắt hoặc là mắt cá, lên 5 đến 5/16 bờ xương mắt. Huyệt hồi tinh ở mé trong bên đùi, đầu dưới của ngón ngang rãnh bụng hông, chỗ cạnh gân to của phần gân đùi hình số 26, đây là huyệt hồi tinh. Cách chữa là dùng ngón cái hoặc ngón trỏ, một tay cấu mạnh vào huyệt nhân trung, tay khác thì đồng thời cấu vào huyệt hợp cấp hoặc là huyệt trung xung, mỗi bên là 30 đến 50 nhát. Huyệt nhân trung, cấu mạnh vào huyệt nhân trung đây. Đây huyệt kim trung, kim đỉnh, quang minh, cấu vào huyệt nhân trung, một tay khác là cấu vào huyệt hợp cấp hoặc là huyệt trung xung, mỗi bên là 30 đến 50 nhát. Vị trí huyệt vị, huyệt nhân trung là ở đường chính giữa đẳng nhân trung, tức là nhân trung câu mô trên chỗ phân giới là 1/3 dưới 2/3. Còn đây là huyệt hợp cấp, huyệt tam quan. Huyệt hợp cấp và huyệt tam quan nó gần nhau. Huyệt hợp cấp là ở chỗ khẩu mu bàn tay, ở chỗ ngón cái và ngón trỏ mở ra ở giữa xương bàn tay 1 và 2, khoảng mé xương quay bàn tay 1 2. Cách lấy rất đơn giản là với văn ngang của nửa đốt ngón tay đặt ở bờ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay khác, đầu nhọn sẽ chạm vào huyệt vị. Như vậy là ta phải nó cách làm là phải dùng ngón cái ngón trỏ cấu mạnh huyệt nhân trung, một tay khác là vào hợp cấp hoặc là trung xung. Như vậy là nhân trung, ở đây một tay ở nhân trung, tay còn lại là ở hợp cấp đấy, hoặc là trung xung. Trung xung là ở chính giữa đầu ngón tay giữa, khi nhân trung đây, đầu ngón tay giữa đấy, thì ở chính giữa đầu ngón tay giữa, khi mà khấu cấu thì ta có thể lấy chính giữa móng tay hoặc là ngón tay thay thế. Cách chữa trị thứ ba là dùng ngón tay cấu mạnh vào điểm càng móng tay nó út, tức là tiểu trị giáp căng điểm một bên hoặc là đồng thời cả cả 30 đến 50 nhé. Vị trí huyệt vị là huyệt tiểu trị giáp căng, là điểm căng ở ngón út,
ở chỗ điểm chính giữa chân hoặc là móng tay ngố hình 30. Đây đây là tiểu trị giác căng, đó là cách cách chữa trị là một tay cấu vào điểm căng ở móng tay ngố để một bên hoặc là đồng thời cả hai bên. Đây đây là ta có cấu vào đây. Như vậy là ta có ba cách, và cách mà ta thường dùng đó là dùng ngón cái hoặc ngón trỏ cấu mạnh vào huyệt nhân trung, một tay khác đồng thời cấu huyệt hợp cốc là trung xung. Đấy thì tạm thời là nó sẽ như thế.